Cô Mai Hương xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta đã vừa hoàn thành bài thi tiếng Anh vào lớp 10 của Thành phố Hồ Chí Minh đúng không nhỉ? Với cái lượng kiến thức với lượng thời gian trong 60 phút, chúng ta hoàn thành bài thi với số lượng là 36 câu. Cô nghĩ là độ dài vừa đủ và chúng ta đã có những trải nghiệm với đề thi rồi. Sau đây cô sẽ đến với phần chúng ta chữa cụ thể từng câu một xem là các bạn khả năng chúng ta sẽ được bao nhiêu điểm. Đáp án chính thức thì chưa công bố đâu, nhưng mà cô đã có đáp án và chúng ta sẽ tham khảo. Chắc chắn là với cái đề như thế này cũng như video nhận định về đề về độ khó và độ dễ thì cô thấy là nhìn chung là đề năm nay về phổ điểm của các bạn sẽ tương đối là có cái sự phân hóa, bởi vì có những câu người ta cũng cho ở mức độ khó, tức là đề có cái mức độ phân hóa khá rõ ràng, và với những mức độ trung bình các bạn cũng sẽ được khoảng 5-6 điểm là tương đối dễ dàng. Đi vào cụ thể, phần đầu tiên là phần trắc nghiệm. 10 câu đầu tiên là phần trắc nghiệm. Với cái 10 câu trắc nghiệm này thì chúng ta thấy có những cái kiến thức khá là dễ với các bạn. Tuy nhiên cũng có những cụm từ và giới từ nếu như mình không học thì mình cũng có cái sự nhầm lẫn ở đây. Cô lấy ví dụ như câu đầu tiên là một câu dễ, đúng không? Câu đầu tiên là một câu dễ, nó liên quan đến mệnh đề quan hệ. My uncle là người, như vậy người chúng ta sẽ chọn luôn là who. Cái này thì chắc chắn là 100% các bạn làm được. Vật thì là which và người thì là who, đúng không ạ? Mình chọn luôn. Ở đây không có phương án gây nhiễu bởi vì là nó đều là những cái từ rất là chuyên biệt, như là whom thì mình không chọn, whose đi với danh từ và which đi với vật. Đấy, như vậy câu này chắc chắn là chúng ta sẽ được điểm. Câu số 2 là một câu tương đối là cô nghĩ là đối với những học sinh mà không chắc ngữ pháp thì mình sẽ có thể nhầm cái giới từ ở đây. The whole incident was captured CCTV. CCTV là một kênh chương trình trên TV. Như vậy tất cả cái gì được chiếu ở trên TV thì chúng ta thấy là mình sẽ đi với giới từ on. Như vậy đáp án ở đây sẽ là B đó. Như vậy các bạn nếu như đi với kênh trên TV chúng ta chắc chắn là đến những câu giới từ on, và mình có thể nhầm, đúng không? Nếu mình không dịch nghĩa được cái câu đó thì mình sẽ có thể nhầm sang at hoặc là in, đúng không? Tức là cả cái cảnh đấy, cả cái sự việc đấy được quay, đúng không ạ? Được quay ở trên cái CCTV và ở cái shopping mall, là cái trung tâm thương mại vào ngày hôm qua. So on CCTV. Vậy mình lưu ý cho cô là đi với TV mình dùng on TV. Number 3. Internet users often suffers various risk such as spam or ở đây liên quan đến một cụm từ junk mail là thư điện tử, và chắc chắn là cụm từ này những bạn mà chúng ta hay đọc ở trên internet hay là ở trong trong sách người ta cũng có cụm từ như thế này. Cô nhớ là trong cái bài về về internet là mình có liên quan. So we say true electronic junk mail, đúng không? Electronic junk mails là cụm từ về thư điện tử, và đây là gọi là thư, này là thư diện junk tức là thư spam, tức là thư rác. Người ta cứ tự động người ta gửi đấy, đúng không ạ? Có rất nhiều những cái thư này và thỉnh thoảng mình phải xóa cái junk mail đi, và nó là một gửi một cách electronic, tức là mình rất là tự động, automatic. So electronic junk mail là một cụm từ chúng ta cần phải nhớ. Number 4. In 2019, Brunei has a. Cái này thì tương đối dễ, từ chúng ta cần chọn đây là population, dân số, đúng không? Vào năm 2019, Brunei có dân số hơn 439.300 người. Population. Từ này mình có thể đoán làm được. Number 5. Last weekend, Ba invited Liz to join his family on a trip to his home village. Đây là một cụm từ mà trong cái phần ngữ pháp chúng ta lưu ý là một danh từ. Ở đây cô có danh từ chính là trip, đúng không? Trip. Ở đằng trước chúng ta dùng to, today. Two-day trip. Trip là danh từ, và đằng trước nó mang tính chất là như một tính từ, như vậy mình không thêm s. Mặc dù bình thường mình có thể nói the trip lasts 2 days. 2 days. S. Nhưng tuy nhiên ở đây cụm từ này là một cụm danh từ, như vậy đằng trước mình dùng 2-day trip. So we choose number 5 will be a 2-day trip B. Đó. Vậy lưu ý là 45 minute lesson, giờ học 45 phút, đúng không ạ? Hay là 3-story building, tòa nhà 3 tầng, thì tất cả những cái đằng trước đấy mình đều bỏ S đi. Cái phần này có phần ngữ pháp mình đã học rồi. Number 6, the parking lot. Yes, đây là một cụm từ nó đi liền với nhau. Mình chọn parking lot là bãi
đỗ xe. Yeah, parking lot. So number 7, number 6 is parking lot B. Nó là một cụm từ đi liền với nhau, như vậy mình không có đáp án khác và người ta cũng không có đáp án gây nhiễu ở đây, cho nên mình cũng khó có thể trả lời sai được, đúng không? Number 7. The internet is available almost everywhere now. However, some people have never got access to it. Tức là gì ạ? Internet ngày nay thì ở đâu cũng có, tuy nhiên là một số người cũng chưa thể là có internet để dùng, đúng không ạ? Ở đây có một cái sự thứ nhất là nó có một cái tính trái nghĩa, như vậy mình sẽ điền however nối hai câu hoặc là hai vế của một câu mang nghĩa trái ngược nhau. Và thứ nhất là thứ hai là về về cấu tạo thì mình cũng điền however, chỗ đấy là hợp lý, đúng không ạ? Trái nghĩa nhau. Mặc dù như thế, everywhere, nhưng mà một số người vẫn chưa có internet để dùng. Number 8. Most robots are empowered by artificial intelligence. À, đây cũng là một cụm từ. Artificial intelligence. Trí thông minh nhân tạo. Nào. Trí thông minh nhân tạo. À, đây là một cụm từ mà chúng ta nếu mà mình không biết thì có thể là mình không làm được, đúng không ạ? Artificial intelligence đó. Như vậy 8 câu đầu tiên là có rất nhiều câu liên quan cụm từ. Đây ví dụ câu số 3 này, hay là câu số 7 này, hay câu số 8 đó. Như vậy khi mà học tiếng Anh chúng ta lưu ý là không phải lúc nào cũng là ngữ pháp, mà nó liên quan đến từ và cụm từ rất là nhiều. Như vậy mình phải đọc nhiều, đúng không ạ? Mình đọc nhiều và mình phải nhớ các cụm từ liên quan đến nhau. Number 9 and 10, số 9 và số 10 là hai câu liên quan đến chức năng của lời nói, chức năng ngôn ngữ. Tức là mình đưa ra một nhận định, mình phải trả lời như thế nào, hay mình đưa ra một gợi ý, một đề nghị thì các bạn sẽ phải đáp lại như thế nào. So, number 9, bạn Hải Đăng bạn nói là do you think wearing uniforms is a good idea? Bạn có nghĩ là cái việc mặc đồng phục là ý kiến hay không? Trả lời, yeah, you don't have to think of it. What we have to do. Yeah, we don't have to think of what to wear every day. So B. Mình chọn đáp án B. Đúng vậy, đúng không? Mà mình sẽ không phải nghĩ đến việc là phải mặc gì hàng ngày. Bởi vì mình nghĩ rằng mình đồng tình với cái việc là mặc đồng phục là ý kiến hay. Còn những phương án khác là well done, là một lời khen, đúng không? Sau khi mà mình làm thêm, mình ví dụ như là mình đạt được điểm cao, rồi bố mẹ khen là well done, you did an amazing job, ví dụ thế, bà thật là tuyệt vời. Hay là it's nice of you to say so, là một khen, it's nice of you to say so, khen ngợi thì mình mới đáp lại câu đấy. Còn câu yes I can này thường là không phải, đúng không? So 9B and the last one, number 10 for this multiple choice, phần số 1 là phần trắc nghiệm, đúng không ạ? Bài số 1 là câu số 10, chúng ta là câu cuối cùng. Trả lời I disagree, mình không tán thành, the cost is too expensive for us. Như vậy là sẽ là một câu gì đấy để bạn ấy nói rằng là tôi không tán thành bởi vì cái khóa học đấy là quá đắt. Như vậy cái phương án B, that summer course is unaffordable. Unaffordable lại là lặp lại quá đắt, như vậy chắc chắn là mình sẽ không chọn cái đấy, đúng không ạ? Do you like that course? Bạn có thích cái khóa học đấy không? Sẽ phải trả lời yes I do, no I don't, như vậy không phải. That academy isn't good, cái học viện đấy không tốt. Học viện đấy không tốt thì không liên quan gì đến cái mức học phí cả. Như vậy mình sẽ chọn đáp án D, tức là người ta nói là tại sao lại không tham dự cái khóa học mùa hè đấy. Bạn không tham dự bởi vì bạn ý nghĩ rằng the course is too expensive. Cái khóa học đấy quá đắt để bạn có thể tham gia. Đó. Như vậy đối với bài đầu tiên là phần trắc nghiệm 10 câu. Ở đây hai câu này là chức năng ngôn ngữ, đúng không ạ? Thuộc về chức năng ngôn ngữ. Thuộc về hai câu về chức năng ngôn ngữ. Từ câu 1 cho đến 1 2 3 4 đúng không ạ? 6 là liên quan đến phần ngữ pháp. Đó, như vậy chúng ta thấy có 4 trên 10 liên quan đến phần ngữ pháp. Câu 3, câu 7 và câu số 8, 3 trên 10 liên quan đến phần cụm từ, tức là từ vựng. Đúng không ạ? Và hai câu nữa, tức là đây là cô có 1 2 3 1, 2, 3, 4
Đúng ạ. Ở đây 1, 2, 3, 4. À cô xin lỗi, 4 câu. 4 câu là cụm từ và từ vựng, và 2 câu là phần thuộc về chức năng ngôn ngữ. 2 trên 10 là phần chức năng lời nói. Chức năng lời nói hay là chức năng ngôn ngữ. Như vậy, để làm được cái phần trắc nghiệm là cái phần dễ ăn điểm nhất, đúng không ạ? Các bạn thấy nó chiếm tỷ trọng tương đối là rõ ràng. Hai câu chức năng ngôn ngữ thì chắc chắn là chúng ta biết rồi, là chắc chắn là có, đúng không ạ? Và hai câu này thường là mình có thể làm được, bởi vì đáp án và cái lựa chọn khá là rõ ràng, nó chỉ có một phương án thôi và nó không quá là khó khăn khi chúng ta phải lựa chọn. Và cái hai cái phần còn lại, tức là phần ngữ pháp và phần từ vựng, chúng ta thấy có tỷ trọng là bằng nhau. Như vậy trong khi học ngữ pháp, cô thấy là đặc điểm của các bạn học sinh là thường là các bạn rất chú trọng đến phần ngữ pháp, các bạn học khá là nhiều. Tuy nhiên để mà làm bài thì nếu như chỉ học ngữ pháp không thôi thì các bạn chỉ được 4 trên 10 câu thôi. Đấy, tức là chưa được 50% số điểm. Đó. Thì cô muốn lưu ý thêm một chút nữa là cái phần từ vựng cũng rất là quan trọng với chúng ta. Và phần từ vựng là dễ học hơn rất là nhiều, bởi vì thứ nhất là từ vựng nó rất là gần gũi với cuộc sống, nó theo chủ đề. Mỗi một bài trong sách giáo khoa nó theo chủ đề, đúng chưa? Cho nên mình cần phải định hướng rõ ràng để mình có thể ăn điểm cao. Và mình chú ý cho cô là những cụm từ mang tính chất học thuộc là mình phải nhớ. Ví dụ electronic junk mail hay là gì? Parking lot, mình phải nhớ. Đừng học mỗi parking, hay đừng học mỗi lot, hay mình đừng học mỗi cái mail thôi. Mình phải là junk mail. Và đã junk mail là nó mang tính chất tự động, electronic, điện tử, đúng không ạ? Hay là gì? Artificial intelligence, đấy là trí thông minh nhân tạo. Thì cái này là bắt buộc là mình phải nhớ cả cụm thì mình mới làm được, chứ không ai có thể đoán được. Không ai có thể đoán được nhân tạo nó là gì, bởi vì là nó là một từ có rất là nhiều nghĩa. Như vậy cô nói kỹ cái phần đầu tiên để các bạn thấy định hướng mình cách học nhé. Cách học là phải như vậy: từ vựng chú trọng, ngữ pháp chú trọng như nhau. Và cái phần chức năng ngôn ngữ thì là gì? Là thường là trong các bài hội thoại, nếu như là sách tiếng Anh hệ 10 năm, các bạn thấy bao giờ cũng bắt đầu bài hội thoại, thì thông thường người ta sẽ có rất nhiều các cái những cái câu hỏi, câu trả lời. Chúng ta sẽ chú ý, nếu bạn nào có thể nhớ được các hội thoại, học các câu cấu trúc qua bài hội thoại là rất tốt. Còn sách hệ 7 năm thì không có các cái bài hội thoại. Tuy nhiên là hội thoại là gì? Là chúng ta nói, là giao tiếp. Nó là những cấu trúc mà mình thường xuyên sử dụng. Thì nó, mình có thể đâu đấy mình vẫn có thể tự nhiên, người ta gọi là pick up learning, theo kiểu learning pick up đấy, tức là mình tự ngấm, nghe nhiều và mình sẽ có nhiều cấu trúc để nhớ. Cô sang phần tiếp theo, phần bài tập số 2. Phần bài tập số 2 giống như đề năm ngoái, là nó là một phần liên quan đến biển báo. Năm ngoái cũng là hai biển báo. Cô nhớ là cũng có một cái biển báo đều liên quan đến giao thông. Và đây là một biển báo. Thứ nhất là một biển có cái ô tô và có cái ly rượu, đúng không ạ? Như vậy mình nghĩ ngay đến việc là lái xe, khi mà uống rượu bia thì không lái xe. Như vậy là cái nào là liên quan đến uống rượu bia? Thứ nhất là biển, mình vận dụng kiến thức thực tế một chút, đúng không ạ? Khi mà biển mà có cái chéo như này, tức là biển cấm. Biển cấm tức là phải dùng mersen, đó. Mersen hoặc là must, bạn phải thế này, bạn không được phép thế kia. Đó, như vậy đáp án A và C là nó phù hợp với cái tính chất của biển báo này, tức là nó là một biển cấm. Biển cấm là không được phép thế này và phải thế kia. Phải rẽ trái ở đây, không được rẽ phải ở đó, đúng không ạ? Như vậy mình chọn A hoặc là C, mà đây liên quan đến uống. C thì lại là bạn phải cẩn thận với những người lái xe. Cái này thì cô xin lỗi, bạn phải cẩn thận với những người lái xe uống rượu bia. Làm sao mà mình biết được là người ta có uống rượu bia mà mình cẩn thận? Đó là một biển khá là không hợp lý. Như vậy mình sẽ chọn cho cô là phương án A. Và khi mình dịch ra thì mình cũng thấy nó rất là hợp lý. Là gì nhỉ? Bạn không được phép lái xe sau khi uống rượu bia. Cái này là một vấn đề nổi lên khá là nhiều gần đây, đúng không ạ? Đó là cái mà hiển nhiên ai cũng biết. Tuy nhiên gần đây thì nó cũng là một cái hiện tượng mà bởi vì rất nhiều các cái trường hợp lái xe uống rượu bia và gây tai nạn trong các cái dịp nghỉ lễ, con số gia tăng. Cho nên cái đề thi này nó tập trung vào vấn đề thời sự. Đây là một vấn đề khá là liên quan đến thực tế. Câu số 12 là một biển báo có một cái xe lăn, tức là những người tàn tật, đúng không ạ? Liên quan đến người tàn tật. Như vậy A, B, C, D đều có cái chữ handicapped hoặc là disabled, là đều liên quan đến người tàn tật. Như vậy đây là một câu khó, bởi vì nếu như mình người ta chỉ cho ít cái từ đấy thôi thì mình dễ hơn. Tuy nhiên ta cho 4 thì mình làm thế nào?
A này, disabled people can stand here, những cái người tàn tật có thể đứng ở đây, đứng ở cái vị trí đấy. B là gì ạ? This is a forbidden area for the handicapped. Đây là một chỗ cấm chỉ dành riêng cho người tàn tật thôi. Hay là C là gì? Facilities for disabled people are available here. Là những cái trang thiết bị, đúng không ạ? Những cái trang thiết bị cho những người tàn tật thì bạn đến đấy để lấy. Và đáp án D là the handicapped must stay here at all times. Người tàn tật phải ở chỗ này mọi lúc, tức là lúc nào cũng phải ở chỗ này. Cái đáp án D là quá là vớ vẩn, đúng không ạ? Mình bỏ luôn. Người tàn tật tại sao lại có cái chỗ lại thu gom người tàn tật, lại phải đứng ở đấy, đúng không ạ? Nên câu đấy là mình chắc chắn là bỏ rồi. D. Hay là đáp án A này, disabled people can stand here, những người tàn tật là xếp hàng ở đây. Thông thường thì những người tàn tật bao giờ cũng được ưu tiên, đúng chưa? Là người ta sẽ có cái biển là ưu tiên những người tàn tật đi trước, chứ không cần phải xếp hàng hay làm gì cả. Đó, như vậy mình chọn B hoặc là C. Ở đây nếu mà vận dụng kiến thức thực tế thì mình thấy đáp án C là đáp án hợp lý, tức là các cái thiết bị dành cho người tàn tật được lấy ở đây. So, C, top C. Câu này là câu khó, cô đánh giá là câu khó trong hai biển báo, thì biển báo này khó hơn bởi vì là nhiều khi là cái biển này nó cũng ai cũng biết là dành cho người tàn tật, nhưng mà nhiều khi mình không để ý là nó là người ta xếp hàng ở đấy, khu vực của người tàn tật hay là các cái thiết bị thì mình được lấy ở đấy. Thì câu này, hai câu này có thể mình sẽ sai một câu. Như vậy từ đây mình sẽ nhớ cho cô cái biển này nhé. Sang hai bài đọc là bài số 3 và bài số 4. Đúng không ạ? Bài đầu tiên là true false, là đúng sai. Nếu như phải chọn làm bài đọc thì bao giờ bài đọc đúng sai cũng dễ hơn so với bài đọc liên quan đến việc điền từ. Bởi vì khi điền từ là bài đọc số 2 đấy, là mình sẽ phải vận dụng nào là đọc hiểu, nào là cụm từ, nào là thứ nhất là cụm từ, hoặc là có các cả ngữ pháp liên quan đến đấy, thì mình cũng có thể là mình không suy ra được. Đó, như vậy true false là mình phải làm đúng. Nào, như vậy chúng ta sẽ cùng làm câu số 13. 13 đến 18, đúng không ạ? 15, 6, 17 và 18 câu tất cả. Câu số 1. Kinh nghiệm làm true false là gì? Chúng ta sẽ đọc câu trước, sau đó mình xác định keywords của cái từ đó, sau đó mình tìm thông tin ở trong phần bài xem nó là ở đâu. A lot of people now work as professional town criers. Rất nhiều người ngày nay làm việc như là professional town criers. Tức là town criers, mình hiểu cái tiếng Việt nó là những cái người mà như kiểu là gõ mõ mà đi giao đấy. Trường làng, trường trạ, thượng hạ, tây đông, con gái, phú ông đó. Mình xem hồi xưa là có cái vở gì đấy, vở Thị Mầu hay gì đấy, đúng không? Thì nó là cái nghề mà mình giao một cái tin nào đấy bằng miệng. Đó, mình giao, mình gõ mõ bằng miệng. Thì cái nghề đấy bây giờ không còn nữa, bởi vì chúng ta thấy xuất hiện rất nhiều các cái phương tiện truyền thông. Kể cả bây giờ người ta có giao thì người ta cũng gì, ghi âm lại. Người ta ghi âm lại, người ta có một cái loa, đúng không ạ? Người ta phát cái âm đấy, tất cả các thứ. Cô thấy bây giờ đều có xe, xong rồi đi giao bánh khúc đây, rồi cái thứ rất là nó cũng là chuyên nghiệp, đúng không ạ? Mà người ta giao như thế thì đỡ sức người, mà nó rất là to, tuy nhiên là sẽ tốn pin. Nhiều người ngày nay làm việc, câu này bản thân mình suy thực tế ra đã thấy sai rồi. Câu này sai, tại sao sai? Thứ nhất là thực tế, thứ hai là ở trong này mình thấy là mình nhìn cái professional nhá, mình nhìn thấy professional. Cách làm là gì? Tìm cái từ professional ở trong bài. Ở trong bài nó không có professional mà nó lại ở dòng thứ hai, con thấy nó là professionally. Như vậy mình đi dò lại cái chỗ đấy. It's been a long time since town criers work professionally. Đã rất lâu rồi kể từ khi cái nghề đấy là một cái nghề chính thức, tức là làm một cái nghề chuyên nghiệp, tức là người ta làm chuyên nghiệp cái nghề đấy. Mà đây lại là nowadays, là bây giờ. Như vậy thông tin trái ngược là đáp án sai. Đó, là chưa kể là mình có thể suy ra, nhiều bạn mà có cái tư duy nhanh nhạy, bạn có thể suy ra từ thực tế, bạn có thể làm được những câu true false này. 50% là không cần phải nhìn nội dung của bài đọc luôn, đúng không ạ? Câu số 14. Ngày nay người ta có thể biết nhiều đến cái nghề nghề gõ mõ này trong phim ảnh và trong ở một số cái tourist attraction, các cái điểm du lịch. Mình lại keyword rồi, từ này là today, ngày nay, tức là mình xem ngày nay chứ không phải ngày xưa. Phim, keyword thứ hai là town criers in films, là cái nghề đấy trong các bộ phim hay là tourist attraction. Như vậy mình tìm lại trong bài mình thấy là gì? Lại tìm cho cô này. We can only see them in movies
or at some old tourist site. Đó chính là câu ở dòng thứ 3. Mình chỉ có thể thấy cái nghề này ở movies, tức là films. Đó, như vậy câu này là thông tin có trong bài và thông tin trùng khớp. Như vậy câu này là câu đúng, true. Câu số 15. Tao Crayles had worked professionally before mass media were invented. Cái nghề này được làm một cách rất là chuyên nghiệp, tức là nó được coi là một nghề trước khi các phương tiện truyền thông được phát minh ra. Câu này mình đối chiếu với thực tế là mình thấy đúng rồi, đúng không? Từ khi mà mass media ra thì nghề này bị mất, là người ta không còn nữa. Bây giờ mình sẽ tìm lại xem nào. Xem cái chỗ before, à đây mình thấy này. Before newspaper were invented, newspaper là một trong mass media, đúng không ạ? Mình học cái bài ở trong sách giáo khoa tiếng lớp 9. Mình thấy có cái bài mass media bao gồm newspaper, magazines, đúng không? TV, internet, radio đều là mass media, các phương tiện truyền thông. Ở đây nó không dùng hẳn cái từ mass media mà nó chỉ dùng newspaper thôi. Tức là mình hiểu nó là mass media, là newspaper. Were invented, a typewriter who was usually an older gentleman with booming voice, always dressed officially and had a little bell which he carry him with him always. À đúng rồi, trước khi newspaper, trước khi báo chí được phát minh ra thì có cái nghề này, đúng chưa? And the occupation of the typewriter was quickly replaced by radio, television, texting, internet and all the marvels of modern technology. Và cái nghề này được thay thế bởi radio, television, vân vân. À câu này tương đối khó, bởi vì nếu như mà mình tìm keywords thì nó đã tương đối là dài, tức là nó phủ ở 2 đến 3 câu liền, mình phải đọc 2-3 câu. À, tuy nhiên nếu vận dụng kiến thức thực tế thì mình có thể làm được luôn. Câu này là câu sai, câu 15 là sai, đúng chưa? Câu 14 đúng, câu 15 đúng. Câu 15 là đúng. Câu 16, cô vừa mới lướt qua cái thông tin đấy, đúng không ạ? Mặc cái gì đây? Mình thấy là người ta liên quan đến câu 16 là những người Tao Crayles này thường mặc những bộ quần áo casual clothes, là những cái bộ quần áo mà mặc rất là bình thường, rất là kiểu như là mình mặc ở nhà ấy. Đấy, rất là thoải mái, chứ không mang tính chất trang trọng. Ví dụ như là khi mà mình đến công sở mình mặc sơ mi chẳng hạn, nhiều công ty người ta bắt phải mặc đồng phục chẳng hạn. Đấy nó gọi là mặc một cách formal, tức là trang trọng. Và đây là casual, tức là mặc cái gì, thích mặc cái gì thì mặc. Xem có phải những người đấy thích mặc gì thì mặc khi đi làm không. Câu đấy cô vừa đọc lướt qua đấy, đúng không? Always dressed officially and had a little bell which he carried with him always. Tức là những người này thường là mặc một cách officially, một cách rất là cũng mang thì rất là trang trọng, tức là ngày nào người ta cũng phải mặc cái bộ đấy. Và người ta thường mang đi một cái chuông nhỏ. Đó, cái chuông nhỏ, tức là người ta có cái đồng phục riêng, chứ không phải thích mặc cái gì thì mặc. Như vậy câu này là sai, không phải casual clothes. Câu 17 này, cái đoạn này về cái gì? À, cái về cái gì này thì thông thường là mình sẽ phải đọc hết và xem là mình thấy là ban đầu nói đến một chút đến lịch sử bắt nguồn từ đâu, sau đó cái nghề này nó miêu tả một chút cụ thể như thế nào, sau đấy là nói đến là cái nghề này thì bây giờ người ta còn làm cái nữa hay là không. Ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án gì đấy. Mainly about the birth of Tao Crayles. À, the birth of, thực ra tức là the birth of, tức là khai sinh của cái Tao Crayles. Thực ra đây nó là Crayles, không phải Tao Crayles nói chung. Nên vậy A là bỏ. Tao Crayles and modern technology là đáp án C, là cái nghề này và modern và công nghệ hiện đại. Đáp án B là Tao Crayles an existing job, là một cái nghề existing job, tức là cái nghề này bây giờ nó đã không còn nữa. Và Tao Crayles for entertainment. Tao Crayles for entertainment, tức là cái nghề này và tính chất giải trí của nó. Như vậy đáp án mà mình có thể chọn ở đây là đáp án B. Bởi vì nó là cái chung nhất. Thứ nhất là nó nói đến lịch sử, thứ hai là nói đến cái nghề này như là một công việc, và thứ ba là nói đến cái sự tồn tại và không tồn tại của nghề này. Như vậy mình chọn extinct job, cái nghề bây giờ không còn nữa. Câu 18, what can be inferred? Điều gì có thể suy ra được từ cái đoạn này? Live a town crier used to live in a town square. Cái này không nói đến. A không nói đến. Used to be waited and welcome to town squares. Town squares, cái này không nói đến. Như vậy thì còn C và D. Used to take part in competition in Western countries.
Cái này có check pass không ạ? Western countries ở các quốc gia mang tính chất là gì? The occupations today, this occupation exists only for entertaining purpose. Ngày nay thì cái nghề này chỉ tồn tại như là một cái mang tính chất giải trí hay là mang tính chất là bảo tồn văn hóa, đúng không ạ? Và các cuộc thi về những cái best town criers bây giờ đang được tổ chức ở một số nơi trên thế giới như là America. Và bản thân cái thông tin America là Mỹ, châu Mỹ, mà đây người ta là dùng Western là châu Âu. Như vậy thông tin ở đáp án D là sai. Như vậy mình chọn cho cô C. Đó, bây giờ dùng phương pháp loại trừ. Cái A và B là mình dùng phương pháp loại trừ là không có trong bài. Và cái D là mình loại trừ là do có thông tin America là châu Mỹ mà đáp án lại đưa ra Western là châu Âu. Bỏ luôn, chọn C. Đúng chưa? Như vậy bài đọc số 1 là xong. Bài đọc số 2 từ câu 19 đến câu 24. Cô viết ra đây nhá, bài số 4 này. 19, 20, 21, 22, 23 và 24. 24 câu này thuộc phần liên quan đến từ và cụm từ. Đúng chưa? Từ và cụm từ. Và chủ đề là energy. So, there are many ways to cut the cost of. Tức là cắt giảm cái chi phí của việc mình sử dụng. Chi phí của cái hóa đơn tiền điện, power bill, the cost of. Number 20, we have a laptop is a computer that is a small enough, that is small enough to be carried around easily. 20, to be carried around. Tức là máy tính, đúng không ạ? Máy tính, laptop, tức là máy tính xách tay là một cái thiết bị bây giờ đủ nhỏ để có thể được mang theo. Như vậy mang nghĩa bị động mà mình dùng to be carried. Number 21, choosing a laptop or a desktop computer may result in a significant difference in energy efficiency. Oh, 21. Energy efficiency. Đây là một cụm từ, nếu mình không biết là mình sẽ làm sai rồi. Energy efficiency, tức là mang tính chất tiêu thụ điện năng. Tức là cái việc mình chọn một cái laptop, mình chọn một cái máy tính xách tay hay là một cái máy tính để bàn thì sẽ nó có sự khác nhau rất lớn đến việc tiêu thụ điện năng. Như vậy lại cụm từ energy efficiency là các bạn phải nhớ. Đây, cô viết xuống dưới này nhá. Energy efficiency là tiêu thụ điện năng, hiệu suất tiêu thụ điện năng, đúng không ạ? Sự tiêu thụ điện năng, hiệu suất điện năng. Đấy, như vậy lại là một cụm từ mà nếu chúng ta không biết thì mình không thể điền được, bởi vì mình điền các cái từ khác nó cũng mang cái nghĩa, đúng không ạ? Là cũng khá là hợp lý. Nếu như mình không biết cái hiệu suất điện năng ở đây thì mình sẽ điền sai chỗ này. So energy efficiency. And we have 22. I'm writing this by using a laptop with power saving. Power saving feature. Cái này cũng có thể là chúng ta làm được, đúng không? Power saving. Power saving feature tức là đây là một cái mode, một cái gọi là gì? Mode không biết dịch là gì. Mode tức là một cái mode là nó là mô hình, đúng không ạ? Tiết kiệm điện năng là một trong các cái mode của máy tính. Mình có cái mode đấy, mode bình thường nữa, đúng không ạ? Tức là hay là mode mà auto bright, tức là nó sáng, nó tự tương tác ánh sáng. Và đây nó là power saving, mode tiết kiệm điện năng. Câu số 23. The following are some rough calculations. D. Sau đây là một số các cái phép tính dựa trên cái việc tiêu thụ điện năng của một chiếc máy tính. Ví dụ laptop là 50W nhân với 10 tiếng một ngày nhân với 365 ngày thì số điện năng tiêu thụ sẽ là 182,5 kWh/giờ. Đó. Hay là desktop thì chỉ có 300W nhân 10 giờ một ngày nhân 365 ngày. Như vậy hiệu suất sẽ là bao nhiêu? 1095 kWh/giờ. Wow. Như vậy mình thấy giữa desktop và laptop nó khác hẳn nhau, đúng không ạ? Desktop tiêu thụ rất rất nhiều, gấp mấy lần liền, gấp gấp gì? Gần gần hơn 5 lần,
Đó. Như vậy khi mình sử dụng cái nào mình chọn thì mình nhớ là energy efficiency. Vậy tại sao người ta hay chọn laptop là vì như vậy? Đó. Như vậy là chọn calculation là các cái phép tính. Đây có thể đáp án mình có thể nhầm đó là productions, đúng không ạ? Mình, nếu mình đọc lướt thì có thể là some wrap up productions. Và câu số 24, in the case of coal-fired electricity, each kilowatt you save not only puts cash back. Put cash back. Ê, lại là một phrase verb, put cash back. Đó là một cụm động từ, put cash back into your pockets. Mỗi kilowatt bạn tiết kiệm được không những là put cash back into your pockets, but also avoids up to 1.5 pounds of carbon dioxide emissions being generated. Mỗi một kilowatt mà chúng ta tiết kiệm được thì không chỉ put cash back, tức là mình gọi là gì? Mình tiết kiệm túi tiền, đúng không ạ? Mình làm một cái save money, tiết kiệm tiền cho chính bạn, mà còn tránh cái việc là mình thải ra bên ngoài 1.5 pounds là đơn vị đo lường của anh cái lượng khí carbon CO2 đấy, đúng không ạ? Carbon dioxide tức là khí CO2 được thải ra. Đó. Như vậy, cô đánh giá trong hai bài đọc thì cái bài đọc số 4 này là khó hơn. Bởi vì sao? Thứ nhất là nó liên quan đến từ và cụm từ, lại nó đến từ nhá. Lại là một cái lưu ý rất quan trọng, đúng chưa? Nếu như mình không nắm vững từ thì mình những ngữ pháp đâu có làm được trong bài này đâu. Đó, ngữ pháp không thể giải quyết được đối với bài đọc này. Chúng ta thấy hai câu nhá. Đây là phần gì? Đây. Từ vựng hết này, 2 3 4 như vậy là 1 2 2 cộng với 2 4 6 là 8 này. 10 12 14. Như vậy 14 cái câu này hoàn toàn là không thể dùng kiến thức ngữ pháp để làm được, lại là liên quan đến từ và cụm từ, lại là từ vựng. Đúng chưa? Từ vựng và cấu trúc. Một lần nữa cảnh tỉnh cho các bạn, nếu như các bạn chỉ học ngữ pháp thì các bạn sẽ thấy không thể làm được đâu, không thể làm được nếu như chỉ dựa vào kiến thức ngữ pháp của mình, thì những cái phần từ và cụm từ này là các bạn sẽ mất điểm, bởi vì mình không thể đoán được, không thể dịch từ Việt sang Anh được, mà nó phải là đi với nhau, đúng chưa? Nó không phải energy efficiency là hiệu suất điện năng, mình lấy từ hiệu suất và mình lấy từ điện năng ra mà ghép vào nhau, lại không phải, đúng không? Điện năng, điện là electricity cơ mà, chứ nó có phải energy nói chung đâu, ví dụ thế, đúng không? Energy là một cái từ nó rộng hơn. Đấy là cô đang nói đến việc nếu như mình dịch word by word thì mình không thể ra được cụm từ này, nếu như mình không học cụm từ thì mình không làm được. Đó. Tiếp theo nhé, cô chữa bài số 5, đó là bài liên quan đến word formation. Word form 25, 26, 27, 28, 29 và 30. 2, 4, 6 câu. Lại từ và cụm từ. Lại từ và cụm từ, như vậy lại 6 từ nữa. Đúng chưa? Ở đây là 4 rồi nhá. 4 này. 4 này. 10... 4 và 6, như vậy 24 trên tổng số là bao nhiêu? 36. Đó, như vậy nó chiếm là bao nhiêu? 24 trên 36 chiếm 36 chia đôi là đi 20, 36 chia đôi là 19, đúng không ạ? Đấy, như vậy chiếm 60%, hơn 60% là từ và cụm từ. Đó, như vậy hơn rất nhiều so với phần ngữ pháp, đúng không ạ? Câu 25, Hà Nội will have, đối với là loại từ này thì luôn luôn một lời khuyên đối với các bạn về cách làm bài, đó là mình tìm cái chỗ trống xem nó là loại từ gì. Ở đây Hà Nội sẽ có cái gì đấy, như vậy phải danh từ của temperate là temperature, sẽ có nhiệt độ từ 23 đến 27. Như vậy câu 25 cô có nhiệt độ, temperature có nhiệt độ từ 23 đến 27. Đúng chưa? Câu này dễ, có cái gì là danh từ? Danh từ của temperate là temperature. 26, it is worrying that a natural disaster are becoming. Người ta đang lo lắng rằng là cái hiểm họa thiên nhiên đang trở nên damaging, có tính hủy hoại một cách nhanh chóng, tức là đang gia tăng. Như vậy mình thấy are becoming là động từ luôn luôn đi kèm với trạng từ, động từ đi
trạng từ, danh từ đến với tính từ. Như vậy trạng từ của increase, increase là động từ đúng không ạ? Mình cấu tạo tính từ đó là increasing, và trạng từ sẽ là increasingly. Như vậy đây, increasingly là một adverb đi với động từ. Đi với động từ là phải trạng từ. UFO stand for, à cái này câu này chắc chắn là các bạn làm được đúng không ạ? UFO, unidentified flying object. À câu này, unidentified flying object là vật thể bay không xác định, UFO. Cái này thì có trong sách giáo khoa rồi. Cô nhớ là bài, hình như bài số 10. Bài số 10 trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 9 hệ 7 năm là chúng ta có. Và trong sách hệ 10 năm là cũng có cái bài liên quan đến UFO. Chắc chắn là câu này đã các bạn làm được. Không xác định là phải là un. Xác định là identified. Không xác định, unidentified. Câu 28, mặc dù robot ngày nay đã được chứng minh là mang tính rất là quan trọng, chúng vẫn có một số hạn chế. Some, a few limitation. À, có một số hạn chế. Some, a few that means some. Như vậy some là phải là số nhiều. Mình chọn limitation có S cho cô nhé. Câu 29, you can finish the work at home on Sunday if necessary. À, câu này thì mình phải tính từ thôi, đúng không ạ? Necessary. Nếu cần chúng ta chọn tính từ necessary. Chú ý là có một chữ C thôi nhá. Lỗi thông thường là chúng ta có hai chữ C là bị sai chính tả. 30, the police chấm chấm thiếu động từ. Mà đằng sau mình thấy the victim were rescued. Những người nạn nhân này được cứu, đúng không ạ? Như vậy là cảnh sát này respond, động từ respond và quá khứ sẽ là responded. Đấy, như vậy mình xác định được đây sẽ là động từ, bởi vì đằng sau chủ ngữ là động từ, mà động từ là respond, respond, và quá khứ mình chia ed là responded, đúng chưa? 30. Đó. Như vậy phần word formation này cô nghĩ là chắc là mình phải làm được khoảng 4 đến 5 câu trên tổng số 6 câu là dễ. Cô đánh giá mức độ là dễ, bởi vì tất cả những từ này các bạn biết hết rồi, không có cái gì đánh đố nhau đây cả. Đó, phần từ vựng là tương đối dễ so với năm ngoái đấy. Bây giờ chúng ta sang phần viết lại câu. 6 câu từ vựng. Mình sang câu 31, 32 là một câu liên quan đến viết và sắp xếp. Sắp xếp chứ không phải thêm từ đúng không ạ? Mình chỉ sắp xếp thôi, tức là mình có cái dễ hơn khi mà mình thêm từ thì nó liên quan đến ngữ pháp. Không chắc thì mình sẽ thiếu ơ, ân, thiếu chia động từ, thiếu giới từ. Nhưng mà nếu như sắp xếp thì mình có khả năng làm đúng hết, bởi vì mình chỉ xếp lại với nhau thôi. So, a powerful cyclone là một cái cơn bão nhiệt đới rất là mạnh đã hit, tức là đã đánh vào gì? India đúng không ạ? Đã đánh vào Ấn Độ và làm cho cây cối làm sao? Bị đổ vỡ và đường dây điện cũng bị đổ, bị đánh vào đấy và gây ra một cái tổn hại rất là lớn. Như vậy mình hiểu nghĩa của nó là như vậy đúng không ạ? Như vậy mình xếp vào là gì ạ? A powerful cyclone has hit India. Đấy. Downing trees and power lines. Downing trees and power lines. Downing trees and power lines. Causing widespread damage. Causing widespread damage. Yeah. So, a powerful cyclone has hit India, downing trees and power lines, causing widespread damage. Gây ra thiệt hại rất là lớn. Đó. Cái này thì người ta có sẵn cả phẩy rồi, cho nên là mình phải xếp vào cho hợp lý để mình hiểu đây là một câu có dùng đại từ quan hệ which, nhưng mà người ta bỏ đi đúng không ạ? Which has hit India chẳng hạn. Đấy, thế thì người ta bỏ which đi, nó chỉ là một mệnh đề quan hệ rút gọn. Câu số 32. Bạn sẽ làm gì nếu bạn
Bạn sẽ làm gì nếu bạn gặp một trường hợp là một cậu bé chơi game 15 à? Bạn sẽ làm gì nếu bạn có một cậu bé 15 tuổi mà thức cả đêm quá muộn chơi game liên tục thì bạn sẽ làm gì? À, đây là một câu điều kiện. À, if you had. If you had a 15-year-old boy staying up too late, thức quá khuya chơi game, and playing games endlessly, playing game endlessly, what would you do? Bạn sẽ làm gì? Câu điều kiện loại 2. Một câu hỏi, đúng không? Nếu bạn gặp một trường hợp như vậy thì bạn sẽ làm gì? What would you do? Câu 32. Như vậy hai câu sắp xếp này cô nghĩ là khó, tương đối khó bởi vì nó dài. Nên vậy mình sẽ phải dành thời gian một chút để mình dịch, mình hiểu nghĩa và mình ghép lại với nhau. Và hơn nữa nó lại có dấu chấm phẩy, cho nên mình cũng có thể gặp khó khăn khi mình viết lại câu, đúng chưa? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang các câu cuối cùng của phần bài tập số 7, đó là 4 câu của phần viết lại câu. À, bài cuối cùng từ câu 36 đến câu 34-3 đến câu 36 là phần viết lại câu. Và như cô có cái phần nhận định đó là các mẫu câu khá là quen thuộc. Câu 31 là gì ạ? Ngày nay các bạn trẻ để ý hơn đến traditional festival, các lễ hội truyền thống hơn là những năm trước đây. À, ngày nay người ta để ý hơn, suy ra trước đây là người ta ít để ý hơn, đúng không ạ? Hay là người ta không để ý bằng, có hai cách viết. Một là mình dùng ở đằng trước, người ta dùng more, thì ở dưới mình dùng less, hơn và kém. À, còn ở hoặc là mình dùng so sánh bằng, tức là không để ý bằng. Đó, như vậy cách thứ nhất, some years back, young, trước đây. Some years back, young people. Young tức là mình hiểu là young people, giới trẻ, để ý ít hơn đến các lễ hội truyền thống hơn là bây giờ. So, để ý mình dùng động từ quá khứ bởi vì trong bài người ta dùng trước đây, như vậy trước đây phải là quá khứ. Còn trong bài là bây giờ cho nên dùng động từ hiện tại. Còn đây mình dùng trước đây cho nên mình dùng past. Less attention. Ít để ý hơn. Less attention đến cái gì? To traditional festivals. Than. Đấy, chú ý là less thì phải có than. Đấy, đến cái gì? Hơn là chúng bây giờ. Than they do now. Than they do now. Ít để ý đến truyền thống hơn là bây giờ. Đó. Như vậy câu này là một câu so sánh, đúng chưa? Phần viết lại câu, đây là một câu so sánh. Mẫu câu so sánh thì trong các cái chuyên đề ôn tập ngữ pháp là chắc chắn là các thầy cô luôn luôn để ý đến cái mẫu câu so sánh, đúng chưa? Như vậy các bạn chắc là sẽ làm được. Cái hơn thì mình chuyển thành kém, hơn mình có thể chuyển thành bằng, đúng không? Và còn nếu mà so sánh bằng thì mình có thể nói là gì? Some years back, young people didn't pay as much attention to traditional festivals as they do now. Traditional festival, nhiều lễ hội, nhiều as cho cô. Câu 34, đây là lần đầu tiên họ được trải nghiệm cái cảm giác ở trong vũ trụ. À, lại là một câu hiện tại, là một câu lần đầu tiên họ được trải nghiệm. Như vậy là họ chưa bao giờ được trải nghiệm cái cảm giác đấy trước đây, đúng không ạ? Là một câu liên quan hiện tại hoàn thành. Họ chưa bao giờ được trải nghiệm. Ever, bao giờ cũng đi với hiện tại hoàn thành. Ever đi với phân từ 2 diễn tả hiện tại hoàn thành. So, they have never. Never experience. Experience cái gì? Nhớ nhé, have thì đi với hiện tại hoàn thành là đi với phân từ 2. Trải nghiệm cái gì? Trải nghiệm cái wonderful feelings, đúng không ạ? The wonderful feeling.
The Wonderful Philly. The Wonderful Feeling in Space Before. Chưa từng được trải nghiệm cái cảm giác đấy trước đây. Đó, mình dùng có từ before. Hoặc là mình có thể có không có từ before, tuy nhiên có từ before vào thì mình sẽ làm rõ được cái nghĩa là chưa từng được trải nghiệm từ trước đến giờ, là chưa từng được trải nghiệm. Đó. Câu 35, như vậy câu này liên quan đến hiện tại hoàn thành. Mẫu câu viết lại câu dùng hiện tại hoàn thành. Cái này cũng là một cái chuyên đề mà chúng ta thấy là khá là quan trọng và chắc chắn là có trong chuyên đề ôn thi. Câu 35, chúng ta nên dạy giới trẻ quan tâm đến môi trường. Mà người ta viết lại bằng tôi đề nghị rằng, tôi gợi ý rằng là lũ trẻ cần được dạy, đúng không? Đây là một mẫu câu liên quan đến suggest that somebody should do something. Suggest that somebody should do something. Nhưng mà đây lại là lũ trẻ cần được dạy, như vậy mang nghĩa bị động một chút. Như vậy câu này chúng ta sẽ có là gì? I suggest young children. Chỗ này cô viết 3 chấm nhé. Cần được dạy, cô có mang nghĩa bị động ở đây đúng không ạ? Should be taught. Cần được dạy. Cần được dạy gì? To care for the environment. To care for the environment. Cần được dạy để quan tâm đến môi trường. Đó, mang nghĩa bị động. Như vậy mẫu câu với should do thì mình sẽ chuyển thành should be done, là should be taught to care, cần được dạy. Người ta dạy cho lũ trẻ, như vậy lũ trẻ cần được dạy. Và câu cuối cùng là câu liên quan đến must, là phải làm gì, đúng không ạ? Như vậy phải làm gì, thông thường chúng ta sẽ chuyển must thành have to, hoặc là dùng tính từ compulsory for somebody to do something. Như vậy đây là it is compulsory for chính là chủ ngữ, for cái gì chính là đằng sau đấy mình dùng chủ ngữ luôn. Compulsory for somebody to do something. So, compulsory for drivers and passengers. What? Drivers and passengers. For somebody to do something. To fasten. Fasten để thắt dây an toàn, đúng không ạ? Tức là bắt buộc đối với hành khách và lái xe phải thắt dây an toàn khi đi giao thông bằng ô tô. To fasten seat belt, the seat belt. Mình chép lại luôn thôi. The seat belt. The seat belt đằng sau mình để nguyên, đúng không? When traveling in cars. When traveling in cars. Tức là những người đấy là bắt buộc phải thắt dây an toàn khi đi giao thông, đi lại bằng ô tô. Đó. Như vậy cô đã chữa xong 36 câu liên quan đến, như vậy là mình có tổng số 36 câu. Đây này, 36 câu, như vậy chia ra cũng hơi lẻ một chút. Ở đây người ta có biểu điểm đấy. Tức là cái phần phần cuối cùng là phần viết lại câu, 8 câu là 2 điểm, tức là mỗi câu 0,25 điểm. 0,25 điểm. Tức là trung bình là 0,25 điểm. Tuy nhiên là cái bài trước đấy, tức là bài số 6 này, bài số 6, phần sắp xếp đúng không ạ? Hai câu sắp xếp này là 0, trung bình là 0,25 điểm một câu. Như vậy là sẽ có phần ít hơn đúng không? Phần ít điểm hơn. Như vậy cứ tính trung bình là nếu như mình làm được 0,25 điểm một câu là mình được. Tuy nhiên cô lưu ý lại là nhìn tổng thể lại cái đề này. Cô lại nhắc lại với các bạn, lúc nãy mình tính là bao nhiêu đây? 4 cộng với 14 cộng với 6 là 24. 24 trên tổng số 36 câu là liên quan đến phần từ vựng và cấu trúc, từ vựng và cụm từ. Từ vựng và cụm từ. Đúng chưa ạ? Từ vựng và cấu trúc và cụm từ. Cấu trúc hay người ta gọi là cụm từ, các cái phrase đó. Như vậy khi ôn tập, ngoài việc học ngữ pháp theo chuyên đề thì các bạn phải rất đặc biệt lưu tâm cho cô vấn đề học về từ vựng và các cái cấu trúc, các cái cụm từ và động từ liên quan để mình có thể làm được tốt. Bởi vì khi mình thấy trọng thể của bài bài thi là người ta có tận 24 câu liên quan đến từ và cụm từ,
trên tổng số 36 thì tại sao nhiều bạn lại cứ chỉ học ngữ pháp không thôi? Cô thấy thực tế cô ôn thi cũng cô ôn cho các bạn cũng thấy các bạn chỉ học ngữ pháp thôi, cứ nào cô ơi, cô dạy thì đi, cô dạy thế nọ kia đúng không? Nhưng mà từ và cụm từ thì lại không chịu khó học. Đó, thì nếu như các bạn chỉ học thế thôi thì các bạn thấy là bạn chỉ làm được bao nhiêu thôi? 12 câu thôi, 12 câu là chỉ bao nhiêu điểm nhỉ? 3 điểm. Đó, chỉ 3 điểm ngữ pháp thôi. Trong số trên tổng số 70 điểm, 70% là 7 điểm của cả cái bài thi. Đó, như vậy tóm lại là phải tập trung cho cô vào từ và cụm từ, từ và cấu trúc câu để ôn tập, đúng không ạ? Như vậy lưu ý thứ nhất, đúng không ạ? Cô sẽ tóm lại một vài lưu ý nhé. Lưu ý ôn thi. Một, tập trung học từ và cụm từ. Và từ và cụm từ này nó phải theo chủ đề. Tức là chủ đề về năng lượng thì gồm những cụm từ gì? Energy, efficiency hay là put cashback. Mình phải theo cụm từ, nó phải theo chủ đề thì mình mới nhớ được. Tập trung học từ và cụm từ. Hai là cái phần ngữ pháp thì các bạn thấy là thường người ta sẽ tập trung vào các cái mảng như thế nào. Đối với bài này, đúng không ạ? Không chỉ là bài này mà trong tất cả các cái đề thi mà của các tỉnh, thành phố thì người ta rút ra được các cái chuyên đề sau. Các bạn tập trung cho cô. Thứ nhất là mình thấy có phần mệnh đề quan hệ, kiểu gì cũng có. Đây, ví dụ trong bài này thì mình thấy có câu này, nhưng mà nó là một câu rút gọn, mệnh đề quan hệ. Câu 31 đúng không ạ? Mệnh đề quan hệ với who, which, và phần câu trắc nghiệm đây cũng có, đúng không ạ? Đấy, mệnh đề quan hệ who, which. Thứ hai là mình thấy phần bị động rất hay cho vào phần viết lại câu. Trong này chúng ta thấy có cái câu should be taught là phần câu bị động. Đó. Thứ ba là phần câu viết câu liên quan đến hiện tại hoàn thành. Các cấu trúc câu liên quan đến hiện tại hoàn thành như là đây là phần viết lại câu nhé. Phần viết lại câu quan trọng đấy. Đây, 70% ở đây rồi. Đúng chưa? Ở đây chỉ có 30% là phần ngữ pháp thôi. Đấy. Vậy nếu 30% mình học cái gì? Tập trung với cô vào những cái này. Hiện tại hoàn thành. Ở phần viết lại câu bao giờ cũng là quá khứ thành hiện tại hoàn thành, hoặc hiện tại hoàn thành chuyển thành quá khứ. Hoặc là đây mình thấy là có mẫu câu liên quan đến câu điều kiện. Mảng câu điều kiện cũng rất là quan trọng. If, nếu tôi là thế này, tôi là thế. If I were you, nếu tôi là bạn, tôi sẽ. I would, thì mình ôn lại các loại câu điều kiện. Thường tập trung vào loại 1 và loại 2. Loại 3 đúng không ạ? Là ít nhưng mà thường là loại 2. Sau loại 2 là câu giả định. Mệnh đề quan hệ, câu bị động, câu điều kiện, hay là mẫu câu với so sánh, chủ đề về so sánh rất hay cho, đúng không ạ? Mẫu câu về so sánh. So sánh hơn chuyển thành kém, hoặc hơn chuyển thành bằng. Đó là những mẫu câu khá là quen thuộc. Hay là mẫu câu sử dụng tính từ, phần tính từ. Đó, tức là gì? Tức là người ta cho động từ, ví dụ had to hoặc must thì mình phải chuyển thành compulsory. Hay là người ta cho need hoặc là have to, mình phải chuyển tính từ tương ứng là necessary, là important, essential, ví dụ thế. Thì là cái chủ đề về tính từ cũng tương đối là quan trọng trong phần này. Đó là phần những cái phần ngữ pháp. Phần giới từ, các bạn sẽ ôn cho cô giới từ. Giới từ chỉ địa điểm, giới từ chỉ thời gian. Đúng không ạ? Ở đây on VCV, on CCTV là giới từ. Hay là gì? Mình có một cái cụm từ chỉ thời gian ở đâu đấy trong bài, không nhớ đúng không ạ? Là phần giới từ chỉ thời gian và địa điểm. Trong đề này không có cái mảng câu về gián tiếp, tuy nhiên các bạn cũng phải ôn cho cô. Đề này không có, nhưng mà mảng đề về câu gián tiếp, report to speech là rất quan trọng, các bạn sẽ ôn. Kiểu gì cũng có. Không đề này thì đề kia, chuyên hoặc không chuyên, là tất cả các cái mảng kiến thức này là các bạn ôn cho cô. Bởi vì nó, đề này thì nó chỉ chiếm 30% thôi, nhưng có thể là ở các cái đề khác
nó có thể tỷ trọng là nhiều hơn. Nhưng mà nhiều hơn hay là ít hơn thì nó cũng sẽ tập trung vào cái này. Đó. Như vậy, cô đã chữa xong đề thi và lớp 10 của Thành phố Hồ Chí Minh vừa rồi chúng ta vừa làm. Và cô có cái lưu ý khi ôn thi thì các bạn tập trung cho cô ôn mảng từ vựng và phần ngữ pháp là như cô đã để lại trên bảng ở đây. Vậy chúc các bạn sẽ có một cái chiến lược hợp lý để chúng ta ôn tập. Những bạn đã thi rồi chúng ta cũng rút kinh nghiệm, và những bạn chưa thi chúng ta sẽ có những cái lưu ý cần thiết và đúng thời điểm để chúng ta có thể đạt điểm số cao nhất. Cô xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài thi tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.